Xin chào mọi người, trước mặt mọi người đây là Sony CH720N, mẫu tai nghe không dây tích hợp chống ồn chủ động mới được Sony cho ra mắt. Thì thú thật là lúc đầu mình không định làm video về cái sản phẩm này đâu. Tuy nhiên thì sau khoảng vài ngày trải nghiệm em nó thì mình đã quyết định phải làm video để chia sẻ với mọi người. Bởi vì đây là một cái mẫu tai nghe rất là thú vị và có nhiều điều đáng để chúng ta cân nhắc bỏ tiền ra mua nha. Ok, đầu tiên thì phải nhắc một chút, đó là 720N có cái hậu tố N viết tắt của Noise Cancelling. Thì đây là một cái mẫu tai nghe được Sony trang bị năng chống ồn chủ động. Thì trước đây cái tính năng khử ồn này thì Sony họ sẽ chỉ trang bị ở trên những cái dòng sản phẩm cao cấp như là Sony WH-1000X hay là một WF-1000X thôi. Hiện tại thì Sony họ đã bắt đầu phổ cập cái tính năng này xuống những cái sản phẩm tầm trung như là cái chiếc CH720N này. Tất nhiên là về cái mức độ hiệu quả thì nó sẽ không thể nào mà đọ được với những cái dòng tai nghe cao cấp, nhưng mà so với các đối thủ trong cùng tầm giá thì mình nghĩ khá là ok rồi. Rồi, miên man một chút như vậy thôi thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua cái phần thiết kế trước nha. Thì thực ra là cái phần đóng gói phụ kiện của CH720N nó không có quá nhiều thứ để nói, có gồm có dây sạc với cả mấy cái sách hướng dẫn sử dụng thôi, cho nên là mình lướt qua luôn. Thì thiết kế của em này, điều đầu tiên là mình thấy nó khá đơn giản, với cái chất liệu sử dụng là từ nhựa nhám, và chính xác thì đây là nhựa tái chế, cho nên nó rất là nhẹ. Nghe cái nhựa tái chế thì nghe có vẻ nó không được xịn sò hay là cao cấp đúng không, nhưng mà mình thì lại rất là ủng hộ Sony sử dụng cái vật liệu này, bởi vì nó đem đến cái sự bền vững cho môi trường, giúp chúng ta tiết kiệm được cái nguyên vật liệu rác thải khi mà chúng ta xả ra thì nó sẽ có thể là tái chế được. Thì cái điều này khá là nhân văn. Tuy là từ nhựa tái chế thôi nhưng mà cái mức độ hoàn thiện nó vẫn rất là ok. Và thêm một điểm nữa đó là do làm hoàn toàn từ nhựa nên là cái mẫu tai nghe này nó cực kỳ là nhẹ, cộng thêm với cái phần earpad êm rồi cái lực kẹp nó không quá chặt nên là đeo cực kỳ là thoải mái luôn. Đây là một trong những cái mẫu tai nghe mà mình đeo cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến giờ. Tất nhiên là với cái thời tiết nắng nóng như hiện tại thì các bạn sẽ hơi bị nóng và bí nếu như mà đeo ra ngoài trời. Khi mà ngồi phòng điều hòa thì sẽ rất là ok, không vấn đề gì cả. Tiếp theo nữa thì một cái điểm hơi đáng tiếc đó là Sony CH720N do là cái phân khúc tầm trung nên là Sony họ không sử dụng cái cơ chế cảm ứng ở trên phần ear cup như là trên các dòng cao cấp, mà họ sẽ chỉ dùng những cái phím bấm vật lý như thế này thôi. Đây, chúng ta có tăng giảm âm lượng này, tạm dừng qua bài, rồi một cái phím để chúng ta chuyển qua lại giữa Noise Cancelling và Ambient Sound. Đó, đơn giản vậy thôi. Về thông số thì mình không muốn nói quá nhiều vì với thời lượng pin khoảng 35 giờ cùng với chuẩn Bluetooth là 5.2 thì mình không có bất cứ phàn nàn gì trong quá trình sử dụng hết á. Tính năng thì nó là cái thứ mà ăn tiền nhất ở trên cái tai nghe này. Dù nó chỉ thuộc phân khúc tầm trung nhưng mà chiếc tai nghe chúng ta được cập nhật rất là nhiều tính năng thời thượng, như là chúng ta có Fast Pair kết nối nhanh này, kết nối đa thiết bị, rồi 360 Reality Audio, Dolby Atmos vân vân. Khi mà kết nối với TV Bravia, những cái thứ mà những đối thủ của nó như là JBL T600BTNC hay là Marshall Major 4 chắc chắn là sẽ phải ước. Và như đã nói ở đầu video ấy, thì CH720N cũng được trang bị cái tính năng đó là xuyên âm và chống ồn như những cái mẫu tai nghe cao cấp khác. Về cái khả năng xuyên âm thì mình thấy là nó cũng hoạt động rất là tốt, cho lại cái âm thanh môi trường xung quanh cực kỳ là trong, rõ ràng và mức âm lượng khá là lớn. Còn về cái tính năng chống ồn thì tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà bằng được so với lại những sản phẩm cao cấp rồi. Mình cũng đã thử trải nghiệm thực tế khi mà đi ngoài đường, hay là thậm chí là mình ngồi xe buýt, cái chuyến tuyến xe buýt mà số 31 ấy, đi từ Đại học Mỏ sang Bách Khoa, cái giờ tan tầm ấy, có rất là nhiều các bạn sinh viên, cộng thêm với lại cái tiếng động cơ, cái tiếng mà xe nó di chuyển ở ngoài đường ấy, rất là ồn. Nhưng mà mình bật chống ồn lên và mình bật nhạc và để âm lượng khoảng tầm độ 50-60% thôi là đã không thể nghe được tiếng ồn bên ngoài rồi. Điều này cho thấy là cái khả năng chống ồn của Sony 720N nó hoạt động rất là tốt, chứ không phải là dạng làm cho có đâu. Nếu như mà để chấm điểm thì mình sẵn sàng chấm cho CH720N được khoảng 7 điểm trên thang điểm 10 so với lại người đàn anh là cái chiếc WH-1000X5 nha. Và tiếp đến nữa thì CH720N nó cũng có thể là kết nối với lại app Sony Headphone, nên là các bạn có thể là tải cái phần mềm đó ở trên App Store hay là Android Store để có thể là tùy chỉnh các tính năng khác ở trên ứng dụng này nữa, như là chúng ta có thể là tùy chỉnh EQ này, rồi tùy chỉnh cái mức độ chống ồn, mức độ xuyên âm khác nhau. Đó, rất là nhiều tính năng cho các bạn tha hồ vào quạt luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về phần chất âm. Sony CH720N có cái chất âm nó khá là cân bằng và hài hòa, chứ nó không thiên quá nhiều về bass như là các cái dòng extra bass, hay là quá là chú trọng đến cái yếu tố kỹ thuật như là cái dòng MDR monitor. Rõ ràng thì ngay từ đầu là Sony họ muốn hướng cái chiếc CH720N này đến đối tượng khách hàng là người dùng thích cái sự đơn giản, cân bằng, nghe đa dạng nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nên là nếu như bạn chỉ nghe thiên về một cái thể loại nhạc nhất định như là nhạc điện tử này, trap, EDM, electro,
hay là Pop Ballads thì sẽ thấy là cái Sony CH720N này nó có chất âm nó hơi nhạt nhòa, nhưng mà nếu như bạn cũng như mình nghe không sót một cái thể loại nào ấy, thì đây là cái mẫu tai nghe mà mình nghĩ là các bạn sẽ đang tìm kiếm. Tổng kết lại thì Sony CH720N là một cái mẫu tai nghe khá là thú vị, tuy vẻ ngoài nó không quá là bắt mắt hay là hào nhoáng, nhưng mà đây là một cái mẫu tai nghe có tất cả những yếu tố mà người dùng bình thường mong muốn, như là cảm giác đeo thoải mái này, tích hợp nhiều tính năng, thời lượng pin ổn và chất âm thì cực kỳ cân bằng, phù hợp để nghe nhiều thể loại khác nhau. Ở mức giá khoảng 3 triệu đồng mà Sony đề xuất cho CH720N thì theo mình là rất là hợp lý rồi. Nếu bạn là một Sony fan thì đây là cái chiếc headphone chống ồn chủ động mà dễ tiếp cận nhất của hãng âm thanh đến từ Nhật Bản, Sony. Và các bạn thấy sao về mẫu tai nghe này? Nếu như có ý kiến đóng góp thì hãy để ở phần bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.